Bạn đã lên iOS 16 hay chưa? Nếu bạn đã lên rồi thì hôm nay tôi sẽ bật mí cho các bạn 4 tính năng nổi bật mà căn hộ MT Smart City 1+1 đã giấu bạn bấy lâu nay. Nào, hãy cùng khám phá nhé! Hey, 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 hey. Tính năng 1, nếu bạn là một người sáng tạo thì bạn có thể tham khảo video này để setup không gian làm việc như vậy nhé. Tính năng thứ hai, nếu bạn là một người đam mê công việc, cần một nơi làm việc đầy riêng tư và thoải mái thì hãy tham khảo clip này nhé. Tính năng thứ ba, sau khi trải qua thời gian bận rộn và độc thân thì đã đến lúc bạn chuẩn bị đón một thiên thần nhỏ, thì nơi đây chính là nơi bạn có thể tham khảo để đón chào thiên thần nhỏ của mình nhé. Tính năng thứ 4, và rồi thiên thần nhỏ của bạn cũng sẽ lớn và chập chững đến trường, thì nơi đây chính là nơi ươm mầm tương lai dành cho thiên thần nhỏ của bạn. Hãy cùng tham khảo nhé. Và rồi, đó chính là 4 tính năng nổi bật của căn 1 phòng ngủ cộng tại dự án MT Smart City này. Mời các bạn hãy cùng nâng cấp phiên bản mới này nhé. Và bạn nghĩ gì về tư duy 7 năm không lo đợi nhà của giới trẻ hiện nay? Thank you.